Nhà hàng Berlin xin trân trọng gửi lời kính chào quý khách và quý cư dân của thành phố giao lưu Green Star. Với chuỗi 9 nhà hàng tại Hà Nội đã dần khẳng định thương hiệu trước đó, Berlin là điểm dấu ấn thứ 10 cho hệ thống nhà hàng nấu bia chuyên nghiệp. Berlin được sáng lập bởi những chuyên gia đam mê trong lĩnh vực ẩm thực, với mong muốn mang đến những ẩm thực phương Tây hòa quyện với văn hóa Á Đông. Nhà hàng Berlin hy vọng sẽ đáp ứng được những nhu cầu ngày càng cao cho những thực khách đam mê ẩm thực nói chung và bia tươi hảo hạng nói riêng. Nhà hàng Berlin đang tổ chức cuộc thi uống bia nhanh dành cho các bia thủ đam mê với dòng bia tươi hảo hạng. Quý khách hãy nhanh tay đăng ký tham dự tại quầy lễ tân của nhà hàng Berlin. Giải thưởng sẽ là 1 năm uống bia miễn phí, trị giá tương đương với 16 triệu đồng cho người giành giải nhất. Nhà hàng Berlin tổ chức những lớp học nấu ăn dành cho những thực khách đam mê ẩm thực. Tại nhà hàng Berlin, tầng 2A, 27A3, 234 Phạm Văn Đồng, hân hạnh được phục vụ quý khách. Berlin Green Star, 27A3, điểm đến ấn tượng. Berlin, nhà hàng nấu bia tươi chuyên nghiệp. Tại đây chúng tôi chuyên tổ chức tiệc và sự kiện, nơi có những món ăn ngon ngay xung quanh bạn. Thay mặt cho chuỗi nhà hàng, ông Tony Viên, chủ nhà hàng Berlin Green Star, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cộng đồng cư dân và ban quản lý Green Star đã tạo điều kiện giúp đỡ cho nhà hàng Berlin trong thời gian qua. Và để tỏ lòng biết ơn cũng như sự trân trọng tới cộng đồng cư dân Green Star, nhà hàng Berlin đang áp dụng chính sách đặc biệt cho những cư dân của thành phố giao lưu, giảm giá tới 5% đối với các thực khách của Green Star, giảm giá 15% đối với bia tươi hảo hạng do nhà hàng nấu trực tiếp và giảm giá 20% đối với các học viên tham gia lớp học nấu ăn do nhà hàng Berlin tổ chức. Thời gian áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Hãy dùng thẻ cư dân Green Star để được sử dụng dịch vụ của nhà hàng Berlin. Địa chỉ: nhà hàng Berlin, tầng 2A, 27A3, Green Star, 234 Phạm Văn Đồng. Hotline: 0969 562 762. 0969 562 762. 0969 562 762.